Bây giờ chúng ta xem cái hình hang, nó khu trú ở dưới đáy phổi. Chúng ta thấy đây là một cái hình hang, cái bờ của nó rất dày, nó có một mực nước hơi. Và chúng ta thấy một cái đặc biệt của nó là nó dính liền những cái cơ hoành ở phía bên phải. Cái cơ hoành bên phải nó không còn tròn đều nữa. Cái số 1 chúng ta vừa đọc xong là chúng ta thấy cái số 1 là cái cơ hoành. Cơ hoành và cơ hang này nó dính liền với nhau. Đây là hình ảnh đặc trưng của cái hang niếu phổi, áp xe do hang niếu phổi. Hình ảnh bệnh lý này chúng ta gặp rất nhiều ở chúng ta sử dụng nhiệt đới. Đây là cái hình hang dính liền với cái cơ hoành. Và khi lưu ý là luôn luôn nó dính với cơ hoành thì chúng ta phải nghĩ tới cái gì nó bắt xuất phát từ cơ hoành nó lên. Để đánh giá cái hang nó dính liền với cơ hoành, nghĩa là nó xuất phát từ ở cái gan xuyên qua cơ hoành và lên trên cái mô phổi. Chúng tôi có làm một cái thủ thuật là bơm hơi phúc mạc, tạo một cái liềm hơi ở dưới hai cơ hoành để tách cái gì nằm ở dưới bụng và cái gì nằm ở trên ngực ra bằng một cái liềm hơi. Thì cái liềm hơi ở bên trái thì chúng ta thấy rất rõ, trong khi cái liềm hơi bên phải nó chỉ có một đoạn nhỏ ở đây. Và cái hang nó dính hoàn toàn từ ở trên này, nó dính với cái cơ hoành và nó dính với cái gan ở phía dưới này. Đây là một cái thủ thuật mà chúng tôi dùng để chẩn đoán một ca niếu phổi. Một cái hang, những cái đáy phổi, hang ở chỗ này. Nó làm cái bờ dưới cái cơ hoành nó dính với cái hang hoàn toàn. Đây là hình ảnh khá đặc trưng của cái amip phổi, áp xe do amip ở trên phổi.